Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu một số lỗi thường gặp trên máy giặt cửa ngang LG và cách khắc phục đơn giản. Việc chẩn đoán các vấn đề mà bạn có thể gặp trên máy giặt LG lồng ngang giúp bạn tiết kiệm thời gian khi gọi tới dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nếu sự cố xảy ra, máy giặt của bạn đã được lập trình để hiển thị thông báo lỗi. Nó có thể giúp bạn hỗ trợ trong việc khởi động và sẵn sàng trở lại. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các lỗi hay gặp là UE, IE, DE và OE. Trước tiên là lỗi UE. Khi bạn nhận được lỗi này trên màn hình thông báo là lồng giặt của bạn có thể bị mất cân bằng. Điều này có thể xảy ra khi đồ giặt tập trung một bên của lồng giặt. Hãy sắp xếp lại quần áo trong lồng giặt để giúp cân bằng tải trọng. Tiếp theo là lỗi IE. Thông báo này chỉ rằng nước không được cung cấp cho máy giặt của bạn hoặc áp lực nước quá thấp. Hãy đảm bảo rằng đường nước của bạn được mở và kết nối đúng cách. Kiểm tra để thấy rằng đường nước không bị chèn ép hay bị chặn lại hoặc không có rò rỉ nào. Tiếp theo, hãy kiểm tra nước trong bộ lọc không bị tắc nghẽn. Áp suất nước phải từ 14.5 đến 116 PSI. Lỗi tiếp theo là lỗi OE. Thông báo OE có thể xảy ra khi máy giặt đang xả nước quá chậm hoặc không rút hết. Hãy kiểm tra xem ống thoát nước được đặt đúng cách chưa. Đảm bảo rằng ống thoát nước không bị tắc nghẽn hoặc bị đóng băng. Cuối cùng là lỗi DE. Nếu bạn nhận được thông báo này có nghĩa là lồng giặt của bạn không thể xoay. Hãy đảm bảo rằng cửa trước máy giặt lồng ngang đã được đóng đúng cách và không bị vật cản. Nếu vẫn có vấn đề gì, hãy rút điện và liên hệ với trung tâm bảo hành LG gần nhất nhé.